Hi, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop War, thế giới công nghệ. Thời gian gần đây thì có vẻ như mình rất là có duyên với cả những cái chiếc laptop trong phân khúc giá khoảng hơn 10 triệu đồng đấy. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với một chiếc laptop nữa cũng trong khoảng giá đó, hơn 10 triệu đồng. Nhưng em nó mang trong mình một cái sức mạnh nó khá là mạnh mẽ trong tầm giá này. Thiết kế chất lượng build cực kỳ là ổn, rất là ngon luôn đấy. Và cái em máy mà hôm nay mình muốn mang đến cho anh em để mà anh em có thể thẩm được em này, đấy chính là chiếc MSI Modern 14. Và cái em này thì nó sẽ là phiên bản Intel Gen 10 của năm ngoái. Nó sẽ có mã là 427VN để cho anh em tìm kiếm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xăm soi ở phía bên trong em máy này để xem nó có những cái gì ngon mà nó lại đáng giá tới vậy anh em nhé. Bắt đầu thôi nào. Ok, và đây sẽ là cái hộp của em nó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đập hộp ra nhé. Một cái hộp mang một cái phong cách thiết kế rất là mới của năm nay. Chúng ta sẽ có một cái logo MSI phiên bản mới ở đây, chỉ có chữ thôi chứ không phải là logo con rồng. Ok, và chúng ta đã vừa đập hộp nhanh cái chiếc MSI Modern 14 427VN này. Đây, như anh em có thấy, đây là cái chiếc máy chúng ta, nó rất là mỏng nhẹ, nó rất là nhỏ gọn để chúng ta có thể mang đến bất kỳ đâu đấy với một chiếc máy như này. Nhưng mà cấu hình của nó thì không phải là dạng vừa đâu, trong tầm giá khoảng hơn 10 triệu đồng, khoảng độ hơn 13 triệu đồng một chút đấy, nó rất là rẻ đúng không nào anh em. Và nhất là với một cái chiếc máy mang một cái chất lượng build nó của năm 2021 như thế này nữa thì nó phải nói là quá là tuyệt vời. Trong cái tầm giá hơn 13 triệu đồng thì đây phải nói là một cái em hàng mà đáng săn đón trong cái thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ đi qua một chút về thông số cấu hình của em này nhé. Thì thực sự là mình đã review rất là nhiều những cái chiếc MSI Modern 14 hay là 15 rồi, anh em có thể xem lại chi tiết hơn ở trên channel của Laptop War. Chúng ta sẽ chỉ đi nhanh qua về những cái thứ đáng giá trên cái em máy này mà thôi. Thứ đầu tiên đấy chính là trong cái phân khúc giá khoảng 13 triệu đồng thì chúng ta đã có một em Intel Core i3, và đây là em chip dòng U em ạ, 10110U đấy, xung nhịp là 2.1 và boost clock thì đó là 4.1 GHz. Thì phải nói rằng là trong tầm giá này thì đã được một cái em Intel Core i3 này rồi, nó đã rất là ngon rồi. Đấy, chúng ta có thể xử lý được nhiều tác vụ hơn thay vì là những cái em Intel đời trước thì nó hơi yếu, nhưng mà từ Gen 10 trở lên là nó khá là mạnh mẽ rồi. Đấy anh em ạ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có là RAM 8GB có thể thay thế và nâng cấp bớt là 3200, SSD 256GB. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, cái thiết kế của em nó rất là đẹp. Đây mình sẽ show qua một chút về góc cạnh của em nó cho anh em có thể quan sát. Cái thiết kế mới này nó cho mình một cái thiết kế nó rất là đẹp và nó rất là chắc chắn anh em ạ. Nên không phải lo về thiết kế. Trong tầm giá khoảng độ hơn 13 triệu đồng một chút mà có một cái thiết kế, một cái chất lượng build quality nó ngon như thế này thì phải nói rất là đáng tiền, rất là đáng đồng tiền bát gạo đây anh em ạ. Với cái chiếc máy của mình ngày hôm nay trên tay thì nó sẽ là một cái phiên bản màu xám đen như thế này, anh em thấy. Nó rất là ngầu, nó rất là đẹp đúng không nào. Và vỏ ngoài của máy chắc chắn rồi, hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Bản lề cũng rất là chắc chắn, không phải là bản lề của những chiếc MSI ngày trước nữa. Mình rất là thích gập mở những chiếc bản lề của MSI bây giờ. Ở đây anh em nhìn này, chúng ta có thể dễ dàng mở lên bằng một tay và sử dụng, rất là tiện đúng không nào anh em. Đấy, với một chiếc bản lề nó đã mang lại, nó đã nói lên một cái chất lượng máy nó bây giờ nó tốt hơn rất là nhiều. Và mình muốn nhấn mạnh lại với anh em là em nó chỉ trong tầm giá hơn 13 triệu đồng mà thôi, chúng ta đã có một cái thiết kế như này rồi. Chưa nói đến cấu hình nó ngon hay không nhá anh em nhá. Với một cái chất lượng build như thế này thì mình nghĩ là nó phải khoảng độ 15-16 triệu hay là 20 triệu cơ, chứ không phải là chỉ trong cái khoảng độ hơn 13 triệu đồng như thế này, nó rất là ngon. Ok, với cái chiếc màn hình của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ có một chiếc viền màn hình là viền siêu mỏng. Đấy, viền là viền siêu mỏng. Xung quanh chúng ta vẫn sẽ có một cái giải cao su để có thể giảm chấn này, và vẫn sẽ giữ lại được webcam và micro đàm thoại ở phía trên này. Với cái phiên bản Modern 14 của năm trước ấy, thiết kế trước ấy, thì chúng ta sẽ có một chiếc webcam đặt phía bên dưới này, và khi mà sử dụng ấy, thì nó sẽ check, hơi check một từ phía dưới lên. Một số bạn nữ mà có nọng cầm ấy, thì sẽ không thích cái điều này cho lắm. Đấy, thì cái việc đặt webcam ở phía bên trên này nó sẽ tạo cho chúng ta một góc mặt V-Line hơn chẳng hạn, thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều và nó cũng đẹp hơn rất là nhiều chứ đúng nào anh em. Ok, màn hình của chúng ta sẽ là một chiếc màn hình 14 inch Full HD. Tần số quét của em nó sẽ là 60Hz và độ sáng là 250 nits. Đấy là sơ qua một chút về cái chiếc màn hình ở phía bên trên. Nói chung là màn hình của nó cũng khá là đẹp và cũng có thể gập mở ra 180 độ như này để có thể chia sẻ nội dung với cả mọi người thuận tiện hơn. Nói chung là về tổng thể cái chiếc máy này thì nó thiết kế, nó mang lại cho mình một cái chất lượng thiết kế nó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và cái trọng lượng nó cũng rất là nhẹ, nó chỉ có 1,29kg
rất là nhẹ cho một chiếc laptop 14 inch để có thể thuận tiện mang đến bất kỳ đâu, không tốn quá là nhiều diện tích trong một chiếc ba lô của chúng ta, kể cả việc mang theo cục sạc đi chăng nữa. Thời lượng pin của em nó sẽ là 3 cell 52Wh dung lượng pin. Nó sẽ cho chúng ta sử dụng được vào khoảng độ sắp xỉ 8 tiếng đồng hồ ở chế độ tiết kiệm pin cho anh em. Ở chế độ tiết kiệm pin và những tác vụ nhẹ nhàng cơ bản như là lướt web, xem YouTube các thứ có bật kết nối wifi thì em nó có thể sử dụng được vào khoảng hơn 7 tiếng cho đến sắp xỉ 8 tiếng đồng hồ. Thì phải nói đây cũng là một cái thời lượng pin nó khá là ổn áp cho một chiếc laptop nhỏ gọn như này rồi, đúng không nào anh em? Thì thực sự là trong cái tầm giá này, kể cả trong tầm giá cao hay chăng nữa, 16 đến 17 triệu hay chăng nữa, chắc chắn là mình cũng không có gì để mà chê ở trên một cái em máy nó ngon như thế này cả. Nếu mà trong cái tầm giá đó thì chắc là chúng ta sẽ có một cái mức cấu hình nó ngon hơn, chứ không phải là sự lựa chọn Intel Core i3 Gen 10 như thế này. Có thể là sẽ có i3 Gen 11 hoặc là i5 Gen 10 gì đó, nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà với cái phiên bản này, trong tầm giá này thì nó là bá đạo nhất rồi anh em ạ. Kể cả về bàn phím, trải nghiệm gõ phím hay là touchpad, nó đều cho mình một cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Bàn phím keycap lớn, hành trình phím sâu, độ nảy tốt, có cả đèn nền để chúng ta có thể sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Đi nhanh qua một chút về chiếc máy này như vậy thôi, mình cũng không có gì để mà test quá sâu với máy này nữa. Mình đã làm rất là nhiều clip về những chiếc MSI Modern 14 này rồi, nhưng mà anh em quan tâm có thể vào lại channel của Laptop Vuông hoặc là click vào cái nút chấm than ở bên góc màn hình này, mình sẽ để clip ở phía bên đó, anh em có thể click vào xem nhé. Và tổng thể lại, chúng ta sẽ có một cái chiếc laptop giá rẻ, giá rất rẻ và mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ cực kỳ là ngon. Mình sẽ điểm qua một chút về những gì mà em nó mang lại cho chúng ta. Đầu tiên sẽ là về một cái chất lượng build, một cái chất lượng thiết kế, độ hoàn thiện cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì là đây là một cái chiếc laptop mang lại một cái thiết kế của năm 2021, cho nên là chúng ta sẽ được thừa hưởng một cái thiết kế nó rất là ngon, nó rất là chắc chắn, nó rất là cứng cáp như thế này, với vỏ ngoài làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Tiếp theo sẽ là bên trong một chiếc màn hình Full HD rất là đẹp, với viền cực kỳ mỏng, có cả webcam micro ở đây. Hệ thống bản lề nâng phần gầm máy lên giống như bản lề Evolip của Asus để tăng khoảng sáng gầm máy, giúp máy tản nhiệt được tốt hơn, hoạt động ổn định hơn. Có thể mở gập ra 180 độ và bản lề rất là chắc chắn, có thể dễ dàng mở một tay. Đây anh em nhìn này, khi mà mình để đến một cái khoảng cách nó hẹp như thế này, đấy, mình để đến một cái khoảng cách nó rất là hẹp như thế này thôi, nhưng mà nó cũng không bị sập xuống, chứng tỏ rằng là cái chiếc bản lề này nó rất là chắc chắn. Tiếp theo nữa, phía bên trong bàn phím cho chúng ta cả đèn nền để có thể sử dụng trong môi trường thiếu sáng, cảm giác gõ cực kỳ là tốt. Touchpad cũng thế, rất là mượt mà. Thời lượng pin 3 cell 52Wh cho chúng ta sử dụng được vào khoảng độ hơn 7 tiếng tới sấp xỉ 8 tiếng đồng hồ. Trên một cái chiếc máy như thế này, xem là cổng kết nối xem, cũng rất là đầy đủ cổng kết nối cho chúng ta. Một cổng HDMI full size, hai cổng USB Type A, một jack audio 3.5 và bên này sẽ có một cổng USB Type C, một khe cắm thẻ microSD nữa. Không biết là anh em đã từng trải nghiệm qua cái chiếc laptop này chưa, và đặc biệt là cái phiên bản 427VN này, nó sẽ có một cái mức giá rất là ưu đãi, nó chỉ hơn 13 triệu đồng mà thôi. Thì anh em có cảm nhận gì về chiếc laptop này? Liệu anh em có lựa chọn mua chiếc laptop này trong khoảng giá này không? Hãy cùng để lại bình luận và thảo luận với chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận của video nhé. Chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video, và mình rất hy vọng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Hãy đừng quên ủng hộ cho chúng mình bằng cách nhấn like, subscribe channel cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể ủng hộ chúng mình, để chúng mình có thể làm những video clip tốt hơn trong tương lai anh em nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.